để lấy gội đầu diễn ra tốt đẹp thì trước đó hàng tuần người con gái Thái đã qua gạo nếp để lấy nước. Nước gạo được để trong chuông hoặc nồi cất giữ cả tuần hoặc lâu lên để được chua càng tốt. Đôi lúc nước gội đầu là những thương hiệu dầu quả bồ tết pha lẫn nước vo gạo. Cánh hoa rừng đây chính là một bí kíp để giúp cho mái tóc người con gái Thái đen dài mượt mà óng ả mà không chút dầu phấn đầu.
cài thù san hờn, san hải thì câu tốt bày, san hải thì cài tốt lùng, ra đeo lăng nằm sống ra.